tiếp tục cái loạt bài giảng trong cái khóa thiền này nhằm giúp cho các vị có những cái kiến thức cần thiết để có thực hành, để có thể thực hành đúng đắn. Quan trọng là thực hành đúng đắn, mà muốn thực hành đúng đắn như sư đã nói rồi, các cái vị sẽ được giới thiệu các cái bước thực hành, các ý nghĩa, các lợi ích, các thái độ cần thiết để có thể thực hành đúng đắn. Nhưng điều quan trọng các vị muốn thực hành được đúng đắn đó, thật sự đúng đắn và mang lại lợi ích thật sự đó, là các vị sư nhắc lại, nhắc đi nhắc lại trong suốt những buổi pháp thoại trong cái khóa thiền này đó, nhắc đi nhắc lại một cái ý mà các vị cũng đã bắt đầu thấm rồi, bắt đầu nhớ rồi đó, là không phải chỉ các vị phải biết mà các vị phải làm sao, phải nhớ trong đầu, phải nhớ thì nó mới thực hành được. Nhớ lời Đức Phật dạy thì làm theo lời Đức Phật dạy, nhớ lời hướng dẫn của thiền sư Masi thì các vị làm thực hành theo lời hướng dẫn của thiền sư Masi. Nhớ được những lời mà sư giúp cho các vị chốt lại đó, các yếu tố chính, các nét chính, các điều trọng tâm trong lời dạy đó, thì các vị sẽ làm theo. Còn nếu các vị không nhớ được đó thì các vị sẽ hành động, suy nghĩ, hành động, lời nói của các vị sẽ theo cái gì? Cái từ sư hay dùng là cứ làm theo ông hàng xóm, bằng xóm, người ta xúi cái gì làm cái đấy, nghe cái đấy. Có những cái ví dụ ngày hôm qua sư nói rất rõ đấy, cái ví dụ mà có một cái vị tu theo phương pháp ngài Masi được một thời gian, đạt được một số cái thành tựu nhất định rồi đó, nhưng bây giờ thì bắt đầu nó mất đi rồi, và các vị hoang mang, các vị bắt đầu mới xoay sang hoài nghi. Thường những người mà cứ chấp thủ hoặc thực thành không đúng đắn, không có thái độ, không có hiểu biết đúng đắn ngay từ đầu đó, thì có với cái sự nỗ lực tinh tấn của mình đó, thì có thể đạt được một số cái kết quả nhất định, nhất là có thể đạt được một cái định, mức độ định nhất định, có thể thấy ánh sáng, có thể thấy cái nọ cái kia đó. Nhưng mà đấy là do cái tinh tấn mà lại không có cái hiểu biết đúng đắn, một cái thái độ đúng đắn, mà không được chỉ dẫn của các thiền sư đó, thì ta bám víu chấp thủ vào đó, tìm kiếm cái đó, và đến khi nó không có được, nó mất rồi thì ta thất vọng, ta bắt đầu hoang mang, ta bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi cái gì đầu tiên? Hoài nghi chính phương pháp, hoài nghi gì? Thiền sư, hoài nghi về, thậm chí hoài nghi cả Đức Phật. Cho nên làm sao? Lời ngài nói thì không đọc, không hiểu, không tìm kỹ, hiểu kỹ, xem đi xem lại, tìm hiểu hết các ngọn ngành các lời dạy của ngài. Lời dạy của ngài nhiều lắm, bây giờ dịch sang tiếng Việt khá nhiều. Và các học trò của ngài như ngài Upandita đó, ngài Silananda đó, những cái ngài đó là rất nhiều các vị đó là dịch sang sách sang tiếng Việt rất là đầy đủ phong phú, nhưng mà làm sao? Không tìm hiểu, không đọc, không tìm, mà lại nghe làm sao? Ông hàng xóm bằng xóm, tức là bạn bè của mình đó, bạn bè ấy bảo không, cái đó phương pháp đấy không phải Phật dạy, xong bảo tại sao không phải, và do là cái người nghe cái người khác nói, rồi cái người khác lại nghe một cái vị khác nào nói đó, thế toàn làm sao, toàn đi nghe lanh quanh thôi. Chúng ta phải tự mình phải tìm cái đến cái nguồn thông tin tin cậy đó, rồi hãng làm sao, hãy đặt niềm tin chứ. Bây giờ đặt niềm tin làm sao được, ông hàng xóm bằng xóm được, ông như mình ấy, ông là lò mò, mà ông đang lò mò tìm đường ấy, có phải vậy không? Cho nên chúng ta tối kỵ, đừng có tin vội ngay những cái nguồn thông tin mà người ta cứ trao cho mình đó, chìa cho mình đó, in hết quyển sách này quyển sách kia. Sư, tất nhiên là bây giờ mình ngày xưa thì mình vậy thôi, nhiều quyển sách hay lắm, đọc ngốn đọc nghiến đọc đủ các thứ trên trời dưới biển đọc hết, thấy cái gì cũng rất hay, cái gì cũng rất là kỳ diệu, cũng thế nào kia, nhưng đọc mãi, cái điều quan trọng nhất mà mình không thể nào mà có tác dụng được gì với mình là mình không biết là mình phải làm cái gì cụ thể, là mình phải làm cái gì để có thể đạt được cái đó, để có thể thấy được cái đó, có thể biết được cái đó. Thế toàn cái thấy biết của người ta, đọc thì thấy hay, ích gì cho mình đâu, đúng không? Các vị cũng vậy đó, các vị cứ nghe mãi về giải thoát, cứ nghe mãi về niết bàn, nghe mãi về hết tham sân si gì, các thứ đó. Các vị cứ nghe mãi, chả có ích gì đâu, nếu các vị không thực hành. Mà thực hành thì nó gian khổ lắm. Nó cứ gian khổ cái chỗ đó, nó cứ lặp đi lặp lại hoài, nó chả có cái thấy được ngay cái kết quả ngại của sau. Nhưng mà phải có một sau một thời gian tự nhiên mình mới quay lại mình nhìn, mình ố, ngày xưa cái việc này là mình nhảy dựng lên rồi đó,
Nhưng bây giờ mình thấy nó cũng có vẻ nó dễ dàng chấp nhận hơn rồi đó. Bớt đi một chút. Nó thể hiện lâu dài. Lâu dài. Chứ lâu xong thì sau ta mới nhận ra. Chứ không phải ngay lập tức nó cứ ngồi xuống một hôm, hai hôm, ba hôm, một tuần, hai tuần là chúng ta đã bắt đầu có những thay đổi đột xuất được đâu. Trong giáo pháp của Đức Phật, một trong những điều vi diệu đó là mọi sự trình tự, mọi sự thành tựu, mọi sự kết quả dị thục, tất cả đều từ từ có thứ bậc, như là bờ, như cái bờ biển, nó không có cái vực thẳm ngay lập tức cả. Cái đấy là trong 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 kinh thì Đức Phật có dạy cái điều đó. Mọi cái sự thành tựu, mọi cái kết quả dị thục đều là tuần tự, có trình tự chứ không phải đột ngột gì cả. Nên như vậy, nói như vậy để giúp các quý vị có cái thái độ đúng đắn, trong thực hành. Đấy là thái độ đúng đắn, tức là làm sao không trông chờ kết quả một cách vội vàng nôn nóng. Hai nữa là làm sao biết đặt niềm tin vào những nơi có nguồn gốc thông tin nó đáng tin cậy. Như tin cậy đáng tin như thế nào là tin cậy thì các vị lại phải có quá trình sàng lọc tự mình, rút đúc rút kinh nghiệm xem thật sự là như thế nào, đúng không? Có vẻ hơi nóng đó, ban tổ chức bật lên một chút tí cho nó mọi người có vẻ. Bây giờ hôm bài giảng hôm nay thì tiếp tục cái kiến thức cung cấp cho các vị những kiến thức cần thiết. Kiến thức thì nhiều lắm, thông qua hai cái ngày mà gọi là thiền minh sát hóa thiền chúng ta ở đây đấy, nó quá ngắn ngủi, nó chỉ như là một cái bước giới thiệu sơ sơ sự cố gắng hết sức mình để chỉ ra một số cái nét chính mà xong lại lặp đi lặp lại. Quan trọng là các vị không phải biết mà các vị nhớ ngay được cho sư, nhớ ngay cho sư. Một trong các vị điều nhớ được mà sư hy vọng là thứ nhất là các vị nhớ được là các vị nhớ được là các vị phải nhớ. Nếu mà không có cái nhớ là các vị không có làm được đâu, cái đó rất quan trọng đó nhé. Và muốn nhớ thì các vị phải làm sao? Phải đọc đi đọc lại, nghe đi lao lại những cái bài pháp thoại ở trong cái hướng dẫn này, trong cái các vị phải đọc đi nhé. Một tuần về ít nhất về đọc lại, ôn lại một lần nhé. Biết rồi cũng đọc lại, cứ đọc lại thôi, đọc lại cho sư thôi nhé. Cứ đọc đi đọc lại cho sư thôi. Các cái ấn Đức Phật rồi tất cả những cái tụng kinh tâm tử, vị cứ đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc đi đọc lại các vị đang đang làm sao đó? Đang tạo tạo công đức đó, đang làm tạo thiện nghiệp đó, đang gieo nhân lành đó. Kiểu gì các vị cũng gặt gặt cái kết quả tốt đẹp. Đó. Nghe pháp điều chỉnh chi kiến tà kiến tất cả cái đó đều là những phước thiện mà các vị có thể làm được hàng ngày được. Các vị phải cố làm những thiện nghiệp đó nhé. Hôm nay bài giảng hôm nay tiếp tục cung cấp cho các vị một số kiến thức nữa. Bài giảng hôm nay có cái tiêu đề là các yếu tố để bảo vệ và phát triển cái thiền minh sát, và các yếu tố các phương pháp để tự bảo vệ thiền hành giả nhé. Tức là bảo vệ cái pháp thiền của mình và bảo vệ chính bản thân mình trong lúc thực hành thiền. Các vị có muốn nghe cái đề tài đó không? Thì trong kinh điển Đức Phật có nói đến cái điều này. Để phát triển minh sát thì có 5 cái yếu tố thiền minh sát của ta. Yếu tố đầu tiên, các vị phải bảo vệ cái thiền minh sát này bằng giới. Giới. Giới tức là nó giống như là làm cái hàng rào đấy, cái minh sát như là cái cây đó. Các vị muốn bảo vệ nó để cho nó phát triển được ấy, đầu tiên các vị phải bảo vệ nó bằng một cái hàng rào giới. Giới để làm sao? Để tránh những cái trâu bò gì các cái ấy khác nó có thể xâm hại một cách trực tiếp được. Thì cái dịch giữ giới đó, nó giống như là cái hàng rào, cái áo giáp bảo vệ, hàng rào bảo vệ cái thiền chúng ta, nó tránh cho chúng ta làm sao vi phạm phải các cái tội lỗi, cái ác ác nghiệp bởi gì? Thân bằng gì? Khẩu bằng gì? Ý. Và khi tránh được chúng ta những cái thứ đó, đó thì chúng ta mới có làm sao có cái điều kiện tốt đẹp để bắt đầu phát triển được, nó không bị chọc phá, đánh phá trực tiếp bởi những cái hậu quả khốc liệt của cái việc không giữ giới, của việc sát sinh, của việc trộm cắp, của việc nói dối, của việc tà dâm, của việc uống rượu chất say, các thứ. Đấy là 5 cái giới cơ bản các vị phải thường xuyên. Muốn thiền có kết quả, thiền minh sát có kết quả và các tuệ thiền khác cũng vậy thôi, phải có giới, cái nền tảng nhé.
nền tảng của nó. Và trong trường hợp này thì người ta dùng cái hình ảnh là một cái hàng rào bảo vệ cái cây minh sát, cái công trình của chúng ta đó nhé. À, có được trên căn bản của cái giới đấy rồi thì các vị mà phải học tiếp kỹ thêm là để bảo vệ đấy, thì nó có liên quan đến những cái việc, những cái 10 bất thiện nghiệp đấy. Các vị phải thuộc, các vị phải thuộc thì các vị mới làm, các vị không thuộc là các vị cứ quên đi rồi các vị phạm, các vị không biết là các vị phạm. 10 cái bất thiện nghiệp đó mà chúng ta phải tránh xa đó là cái gì, các vị có nhớ không? Có biết không? Có ai biết không? Hả? Biết à, gồm có 3 cái liên quan đến gì? Thân. 4 cái liên quan đến gì? Khẩu. 3 cái liên quan đến gì? Ý. À, 3 cái liên quan đến thân gồm những gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm nhé. Về thân như vậy à, chắc chắn làm những điều đó chắc chắn các vị chuốc ngay cái quả bất hạnh, đau khổ ngay trong kiếp sống này. Còn quả còn dị thục của nó thì đưa đến tái sanh trong trong 4 cái cảnh đọa xứ đó là địa ngục, gì nữa, súc sinh, gì lạ quỷ, gì atula, đấy, những cái đó. Thế 4 cái liên quan đến khẩu, không nói dối, gì nữa, không nói lời hai nữ lưỡi, gì nữa, không nói lời độc ác, và không nói lời vô ích, phù phiếm. Các vị cứ quên, các vị không nhớ, cho nên các vị mắc hoài nói lời phù phiếm mà suốt ngày. Cứ xảy ra cái là toán chuyện đâu đâu với ông hàng xóm, bà hàng xóm, đã đành nó còn liên quan gần gần đến đây, đã đành toàn những chuyện tít đâu đâu với ngoài Bắc thì Hà Nội thì trên thế giới, ông này ông nọ làm sao mắc cái tội gì, ông làm sao thì là ca sĩ này ca sĩ nọ làm sao, chuyện gì, cái gì biết, cái gì dành, cứ gì đem bàn tham nhũng hối lộ ở đâu, cái gì biết, đâm chém người ở đâu, tỉ tỉ chỗ nào cũng hay, nó chả có cái gì liên hệ trực tiếp với mình cả. Hả? Rồi thì chúng ta làm sao mang toàn cái đống dơ bẩn đó ở ngoài xã hội ấy, đem vào bữa cơm nhà mình đó, đang ăn cơm bàn tiếng báo chuyện đó rồi thì làm sao, rồi thì tức giận cáu giận với nhau rồi trời, rồi thì tự nhiên cũng bực bội theo lên các thứ, làm sao mình khổ chưa đủ, làm sao vơ thêm cái khổ của người khác vào đó. Và thông qua cái đường khẩu đó, đó các vị không nhớ là các vị thường xuyên mắc phải đó, chưa kể là các vị nói dối, những lời nói dối ngọt ngào của các vị chưa hình dung được cái tác hại của nó đâu. Các vị cứ biện minh cho nó là lời nói dối này là lời dối ngọt ngào, không gây tác hại gì, rồi cái này làm có thể lại còn làm lợi cho người khác nữa. Phật không dạy như vậy đâu. Vậy là nói dối là nói dối, các vị tốt nhất là các vị không muốn nói hoặc thấy nó có thấy thì nó không nói dối không có nghĩa là cái gì cũng phải nói, đúng không? Không nói dối có nghĩa là không phải cái gì phải nói, các vị có thể giữ im lặng được cơ mà. À, các vị có thể nói tránh sang vấn đề khác cơ mà. À, nếu mà các vị thấy thật sự nó không mang lại cái thích hợp trong cái thời điểm đó, lợi ích trong cái là hoàn toàn đấy. Chứ không phải là cứ không nói dối là cái gì cũng đem ra nói thẳng luôn, đột vào mặt người ta luôn. Chẳng cần biết thời điểm có thích hợp không, đối tượng nghe có thích hợp không. Cái sự việc đấy nó có thích hợp cái chỗ đâu, chẳng cần biết gì, cứ thấy là sự thật là đột vào mặt người ta cái đã. À, không phải đâu. À, không phải đâu, chúng ta phải lưu ý cái chuyện đó. Và chúng ta thực ra cái lời nói mà các vị gọi là nói dối ngọt ngào ấy, thực ra các vị lười suy nghĩ, các vị theo thói quen, thế là các vị cứ nói thôi, chứ còn không ý thức được cái nguy hiểm của nó. Tại vì Đức Phật nói ai đã có thể nói dối là có thể làm bất kỳ cái điều gì, nguy hiểm như vậy đó. Ai đã có thể nói dối là có thể làm bất kỳ điều gì. Các vị phải biết sợ những cái điều đó để mà xong mà tránh từng cái lời nói dối nhỏ, phải tránh xa. À, chúng ta không đơn giản những cái việc đó. Cho nên đây là nói đây là 4 cái liên quan đến khẩu, 3 cái liên quan đến ý là gì? Hả? Hả? Ý? Ừ? Không nhớ thì dễ phạm lắm. Hả? Phải nhớ đúng lời Phật đấy nhá. À, không vô sân, à, vô tham và tà kiến. Những cái thứ đó là
là chúng ta phải tác kiến ở đây gồm có những cái gì? Đấy là toàn suy luận thôi, phải xem trước lời Phật nhé. Các vị đang đang có cái thiếu sót, rồi đang muốn nhắc các vị cái điều đó, các vị cứ học, cứ nhớ mang máng, biết mang máng, xong rồi đến khi hỏi lại, bắt đầu ngồi suy diễn, theo cái là, tà kiến là những cái cứ không biết đến nghiệp và quả nghiệp đó, không cho rằng nó không có cái đó, rồi thì là tà kiến là cứ thấy cái vô thường thì bảo là thường, thấy khổ thì bảo là tà kiến, thấy vô ngã thì bảo là ngã, cứ chấp thủ vào những thứ đó, rồi nhiều cái thứ khác nữa, đặc biệt là cái nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta phải lưu ý những thứ đó, chúng ta phải tìm hiểu những thứ đó, mà muốn không tà kiến chúng ta có cách nào là phải lắng nghe phải học gần gũi các bậc chân nhân, các bậc thiện tri thức, người ta chỉ cho cái chỗ nào đọc cái tài liệu đáng tin cậy. Nhiều tài liệu sư đọc thế cứ một nửa đầu thì đúng, hai ba câu đầu đúng, hai ba câu xuôi câu sau là y như rằng là các vị nó chèn cái ý tưởng suy nghĩ của các vị vào, chả theo lời Phật tí nào. Mà chúng ta thì cứ bị cứ bảo đây là lời Phật, cứ thêm một tin một cách dễ dàng nhé. Trong cái quyển sách mà mọi người định phát cho mọi người ở đây này, có người mang đến này, chắc là tâm thì người ta cũng tốt thôi, người ta cũng nghĩ là đấy người ta làm điều lành, điều tốt thôi, điều thiện thôi, người ta mong muốn cho mình cũng tốt cũng thiện, có biết đâu người ta đang đầu độc mình, đầu độc người ta không biết rồi, người ta đang đầu độc mình mà người ta cũng không biết nốt, do cái trình độ người ta chưa có, ví dụ đấy. Thì cái đó thì lại phải có những người có hiểu biết, có trí tuệ, người ta chỉ ra thì mình tránh. Cách tốt nhất là cứ tìm những cái tác giả nào đó mà có uy tín thật sự đó nhé. Mà trong cái số các người có uy tín rồi, có tín nhiệm, chúng lại phải đọc lại một lần nữa nhé, chứ chưa chắc. Và như hôm qua tiêu chuẩn mà chúng sư muốn nói với các vị ấy, được sự từ thừa nhận của cái giới đồng hạnh ấy, cùng tu, có pháp học pháp hành nữa, có ý kiến của những người đó, người ta thống nhất, người ta ấy cơ. Chứ còn cứ được sự tín nhiệm của quần chúng không á, chế xác đâu, còn xa lắm. Quần chúng, tại vì quần chúng là người đám đông, người đi theo, là fan thôi, vỗ tay hoan nghênh, rầm rộ thôi, người nọ theo người kia rầm rộ thôi, chế xác đâu. Cho nên chúng ta cũng phải rất cẩn trọng, để cho cái niềm tin đúng đắn, đặt niềm tin đúng đắn để khỏi cái lãng phí cái cuộc sống, cuộc đời của chúng ta trong cái kiếp này. Như vậy là trong cái ý đầu tiên để bảo vệ cái thiền của chúng ta là gì? Giữ giới, đó là cái gì? Hàng rào bảo vệ. Cái thứ hai, khi trồng cái cây đó thì chúng ta cần phải tưới tắm cho nó, đúng không? Có đủ nước, đủ các cái ấy, các thứ đủ nước. Thì tưới tắm cho nó thì là tức là bằng cái việc là gì? Ở đây là nói đến cái chuyện ví dụ ứng dụng đấy, là bằng việc nghe pháp nhé, lắng nghe pháp. Những cái như lúc lại quay lại cái ý đầu của sư nói là phải có cái pháp, nhưng mà phải đúng có cái nguồn đáng tin cậy đó, chứ không phải ai cũng nói pháp đúng được đâu nhé. Thì có mấy cái quyển cuốn sách mà sư giới thiệu, các vị tạm thời trong giai đoạn này các vị có thể tìm đọc được đó, được cái sự không có cái ý kiến gì nó chê trách chê bai đặc biệt gì đâu, không có, nhưng mà có thể ấy, thì các vị ví dụ như quyển Đức Phật và Phật Pháp, các vị có tìm hiểu chung, quyển bộ sách nền tảng Phật giáo của ngài Hộ Tông, của ngài Hộ Pháp, thì chúng ta căn cứ vào đấy là những cái gốc tương đối tin cậy nhé, tin cậy để chúng ta, chứ còn nhiều loại sách người ta phổ biến nhiều cái, người ta cứ chèn các cái ý kiến, các cái suy diễn, các hiểu biết của người ta, người ta không cố tình lừa mình đâu, nhưng mà người ta hiểu biết đến mức vậy thôi, mà người ta hiểu sai rồi người ta cũng dạy sai cho mình. Những cái đó là giúp cho các vị. Ngoài ra những cái sách dạy mà được dịch từ nước ngoài đó, thì chú ý là mấy cái vị, các vị bên Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka, nước có Phật giáo Nam Tông, các vị ấy là những vị là có những cái còn những cái tác giả khác thì chúng ta cũng tham khảo, nhưng mà cũng không cần nhiều đâu. Ta cũng không cứ vớ sách nào cũng tha về nhà đống, để một đống như thế đọc, không cứ đọc vài quyển cho sư rồi. Nhất là ôm lấy cho sư quyển Đức Phật Phật Pháp, thuộc lòng được thì càng tốt, 600 trang đấy, đọc. Thứ hai là quyển nền tảng Phật giáo, có cái đấy chắc trong đầu đấy, các vị chẳng sợ bất kỳ ai, chẳng sợ bất kỳ một thiền sư, chẳng sợ bất kỳ một trưởng lão nào đâu, các vị không còn sợ nữa, các vị chỉ có kính trọng thôi.
vì các vị đến các vị gặp nghe các vị các vị nói biết ngay là các vị lại nói những điều y như này này, y trong cái nền tảng Phật giáo, y trong những thứ này nó trích dẫn từ đấy ra thôi. Và các vị thấy nó sung sướng, các vị thấy là những người thật sự có tín nhiệm với người ta cũng chỉ nói những điều này, người ta không nói ra ngoài những điều này. Cái đó là cái quan trọng rồi. Thế là phải, nhưng mà khi nhớ cho nhé, là đấy, cái đấy vừa nói xong ý nói là khi tưới tẩm nó bằng nghe chánh pháp đó, các vị cũng vừa phải thôi, đừng có tưới quá cúng đủ hết tai cái nọ chứ cái kia chả hiểu gì cả, cứ cái nọ cái kia cứ từ từ thôi, mỗi ngày một ít, nhưng phải đều đặn làm nhé, đừng có hôm thì ba xô nước xong rồi 3 tuần sau với lại 3 xô nước nữa thì cái nó cũng khó phát triển lắm. Tức là làm sao đều đặn hàng ngày cho sư nhé, đều đặn hàng ngày một cái giờ giấc nào đó lắng nghe, nghe đi nghe lại, đừng có nghe để biết, biết rồi cứ nghe lại cho sư nhé, nhắc lại rồi. Làm sao người ta nói một nửa câu mình nói tiếp được nửa câu nữa thế là xong. Chứ người ta nói câu nào thì mình lại biết cái đấy, nói đến đâu mới biết, bảo nhắc lại chẳng nhắc lại được, bảo nói lại chẳng nói lại được, cứ lúng ta lúng túng thì làm sao mà thực hành được. Không thực hành được đâu, nó không có trong đầu, nó không thực hành được đâu. Toàn thực hành theo ông hàng xóm bà hàng xóm. Đấy là cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai là phát triển thì minh sát, là các vị phải lắng nghe pháp, chịu khó nghe pháp, đọc pháp. Ngày xưa thì chỉ có nghe thôi. Ngày xưa không có chữ viết, không có giấy, cho nên người ta không có đọc, cho nên người ta dạy là phải nghe pháp. Nhưng hiện nay là nghe pháp và đọc nhé, đọc thêm có chữ viết rồi, phải đọc. Ngày xưa chỉ có mỗi nghe, muốn muốn biết cái điều gì là cứ phải lọ mọ đi, thế mấy bao nhiêu dặm lọ mọ đi đến gần rồi đến thỉnh người ta, rồi người ta lúc ấy có tâm có trí có rảnh có dỗi người ta mới nói được cho mình. Bây giờ thời đại ngày nay là có sách rồi, cái gì có tí tỷ thứ trên, cứ hỏi bác Google nhé, bác cái giỏi lắm, cái gì bác biết, cái gì bác cứ chịu khó đặt câu hỏi mà đúng thì bác trả lời đúng, đặt câu hỏi sai bác cũng trả lời, làm đúng cứ thứ sai. Phải biết cách đúng đặt câu hỏi đấy, đặt câu hỏi mà không ra được thì chúng ta lại phải thay đổi câu hỏi đi, điều chỉnh câu hỏi đi. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vậy, nhiều khi là do chúng ta không biết cách hỏi đó, đặt câu hỏi sai nó cứ nhận được câu trả lời nó theo cái đấy, và các vị không biết được nào một lần, các vị thấy không phù hợp không đúng đắn, các vị phải biết thay đổi câu hỏi của mình để ra làm sao ra được cái sự hiểu biết cần thiết nhé. Thế là cái thứ hai là nghe pháp, thứ nhất là giới là như hàng rào, thứ hai nghe pháp như tưới cây, thứ ba là cắt tỉa cảnh lá, những cái cảnh lá mà nó xấu xí, nó không phù hợp, nó không nó có tác dụng gì đó, nó già nua không có thứ làm hại, nó chỉ làm cái gánh nặng cho cái cây thôi. Bắt tỉa cành cắt lá các thứ chóng chọc, cái đó được ví như ví đó, cái ví dụ đó dùng để cho ví dụ các vị phải thường xuyên đến các cái vị thiền sư đó, các vị thiện trí thức đó, các vị cao nhân đó, các vị chân nhân đó, để học hỏi, để nhờ người ta chỉnh sửa cho, chỉ cho cái gì là đúng, cái gì sai, cái gì là chưa đúng, cái gì chưa sai, cái gì làm nên làm, cái gì chưa nên làm, cắt tỉa bớt những cái thứ lăng nhăng lít nhít mà chúng ta có trong đầu ấy. Rồi những cái hiểu lầm người ta cắt cho, người ta chỉ ra cách cắt nó thì bớt đi, bỏ nó đi, đừng có để nuôi những thứ đó, nó chỉ có thêm nặng nề hại cho cây thôi. Như vậy là cái thứ ba là gì, cắt tỉa cành bằng cách là đến gặp các bậc thiện trí thức, trong trường hợp này như các thiền sư, chúng ta trong các khóa thiền chúng ta chỉnh pháp, chúng ta nghe chỉnh pháp là ta trình bày những cái điều chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta thực hành, sau đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta có cái cơ hội chúng ta làm cho cái cây minh sát của chúng ta phát triển một cách đúng đắn tốt đẹp. Yếu tố thứ ba là như vậy, yếu tố thứ tư là phát triển cái định đó, tức là tưới phân phân bắt sâu, bắt bọ những cái cỏ dại xung quanh, cây cối cỏ dại nó mọc lấn chiếm, nó lấn chiếm trong đó, cỏ dại không cây hay cây dại những cây không có ích nó xâm chiếm đất đai, rồi côn trùng sâu bọ các thứ những cái thứ độc hại đó phải loại trừ nó đi bằng cái là vun bồi thiền định. Cái đấy nói là cái ví dụ là vun bồi cái định tâm đó, samadhi đó, cái định tâm đó phải vun bồi. Tức là cái thiền của chúng ta là phải phát triển đến cái mức có định, chứ không phải chứ cứ ở cái mức lơ vơ lúc có lúc không ấy đâu. Thỉnh thoảng chánh niệm thì cứ thất niệm hoài, nó chưa
chưa có ở cái mức độ có định tâm, tức là liên tục và chắc vững chắc đó. À, cái chánh niệm tỉnh giác của ta chưa được cái liên tục và vững chắc đấy, cho nên nó không thể gọi nó là có mức độ định được, không có sự tập trung được, không có định tâm được. À, định tâm được, có định tâm thì nó bắt đầu nó đè nén, nó hủy diệt các cái ô nhiễm tâm đó. Mà năm cái ô nhiễm là năm cái triển cái đó là gì? Tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi, năm cái thứ độc hại, tâm độc hại đó thường xuyên có mặt. Và chúng ta phải loại trừ nó, đè nén nó, chưa nhổ tận gốc rễ được nó đâu, phải đợi cái thiền minh sát, tuệ minh sát mới nhổ tận gốc. Nhưng ta đè nén, dọn dẹp nó đi, đè nén, dọn dẹp. Thì thấy là cái hình ảnh đấy, bắt sâu tỉa, nhổ cỏ, bắt sâu nhổ cỏ, vun bồi cái định, vun bồi cái định lực. À, là cái yếu tố để phát triển có thể mình sát nó tiếp tục. Chứ mình sát nó cứ để lơ va lơ vơ, để những cái tâm độc hại đó, sâu bọ đó, cỏ ấy nó cứ tùm lum hết lên, nó lấn sân, nó chiếm ưu thế trong cái ấy, thì cái cây nó không phát triển đâu, cây mình sát nó đang phát triển được. Chúng ta phải làm sao? Vun bồi cái gì? Định tâm nhé. Samadhi trong cái ấy, trong cái thiền minh sát chúng ta là có cái mức độ định tâm, cũng là cái samadhi. Và trong trường hợp này cái samadhi của chúng ta là sát na định nhé, được có một cái tên người ta sẽ dùng cái từ đó để giải thích cái định, giải thích cái định, giải thích cái mức độ định. Tuy rằng là nó cũng có các cái tầng thiền, tầng định, nhưng mà cái tầng thiền tầng định đó, chẳng nào đó trong thiền minh sát đó, thì được gọi cái tên, chỉ được cái tên mới để có thể giải thích phân biệt nó khác với cái samadhi cũng có trong khi chúng ta thiền chỉ samatha nhé. Cái samadhi mà được hành trong cái thiền vipassana của chúng ta ấy, thì nó cũng là cái mức độ định, và nó cũng có các cái tầng thiền của nó, và chúng ta cũng phải vun bồi nó mới có được, phải vun bồi nó. Và phải có cả mức độ đó thì đạo mới quả mới có thể xuất hiện được. Không có mức độ định ở các cái tầng thiền ấy thì không có thể có đạo quả được. Mọi người nhân cái chỗ này thì sư cũng để giải thích thêm cho mọi người một số cái hiểu lầm xung quanh cái định. Cái định là một cái từ nó cũng rất là gây ra cái sự hiểu lầm. Tại vì bản thân tiếng Việt thôi, tiếng Việt là nó hay có cái sự nhiều cái vốn từ của chúng ta là không có đủ, cho nên ta cứ sử dụng vào nhiều trường hợp khác nhau, gây ra sự rối loạn trong sự hiểu biết. Thì cái định đó, mọi người từ xưa đến nay thì cái định ấy, mà tiếng gốc của tiếng Pali ấy, mà được dùng để cái từ gốc để chỉ dịch sang định một cách đúng đắn nhất là cái từ samadhi. Từ xưa đến nay đó, ở Việt Nam mình đó, đa số rất ít người có thể phân biệt được rằng là cái samadhi đó là có mặt ở trong thiền chỉ và có mặt trong thiền quán, cả hai cái đó. Và mọi người cứ đinh ninh là cứ định là do thiền định, và là người ta lại cứ thiền định, xong lại thiền định này lại bắt đầu lại bắt đầu người ta lại lúc đấy thì người ta mới nghĩ sang cái sang thiền chỉ đó, thiền chỉ. Người ta cứ nói là samadhi là thiền định, không phải, samadhi chỉ là định thôi. Cái chữ thiền ấy là của Trung Quốc, nó vào đấy làm rối loạn hết cả thứ. mọi người vì cái chữ thiền này mà nó cứ loạn hết cả lên đó, rất nhiều gì định nghĩa. Trong tiếng Bali như sư đã nói rồi, nó không có cái chữ thiền theo cái nghĩa cái phương pháp, mà nó chỉ có thiền theo cái nghĩa là chana, theo là mức độ thiền, tức là samadhi cơ. Samadhi là mức độ thiền, là samadhi mình là mức độ tập trung. Samadhi thì có nhiều cách phân loại, mà các jhana, các cái tầng thiền nó chỉ là một cách phân loại của định thôi. Và mọi người thì chưa không thấu cái điều đó, không hiểu cái điều đó, cứ định là định thôi, thiền rồi lại thiền với định lại gộp lại với nhau, rồi thiền định với cả thì cái phương pháp thiền, tức là cái thiền chỉ, ba cái thứ đấy gộp lại với nhau là một. Cho nên chúng ta cứ lộn hết tùng phèo đi, cứ nói đến định là nghĩ đến gì, đến cái thiền chỉ, thiền vắng lặng đó, chứ không hề biết rằng là trong phát triển thiền minh sát vipassana cũng phải phát triển các định tâm. Và cái định này đó, nó dẫn đến là cái định dẫn đến giải thoát, dẫn đến chấm dứt sinh tử luân hồi, nên còn cái tên đó là định siêu thế. Và cái đây là chánh định đó, chánh định
chánh định mà có là chánh định. Chánh định ở đây là các tầng thiền, các tầng thiền như vậy sẽ dẫn đến giải thoát thì mới gọi là chánh định được. Các tầng thiền mà không dẫn đến giải thoát là tiềm hiệp thế đó, không thể gọi là chánh định được. Tiềm hiệp thế đó dẫn đến các thần thông đó, không dẫn đến giải thoát đó. Cái định đấy cũng là jhana đó, các tầng thiền đó, nhưng mà tiềm hiệp thế đó là không dẫn đến cái sự giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Nó chỉ dẫn đến các cái trí tuệ là thần thông thôi, cái thắng trí là thần thông thôi. Như vậy nói để các vị phân biệt cho sư biết, trong thiền chỉ samatha và trong thiền minh sát vipassana đều có phát triển định samadhi. Và samadhi ở đây trong trường hợp này chúng ta hay dùng đến cái phân loại là các cái tầng thiền, các cái jhana, tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Samadhi, các jhana nhé. Thì các quý vị lưu ý cho vậy, tức là đều phát triển định, một đẳng thì định là hiệp thế và một đẳng phát triển định siêu thế nhé. Rồi trong các thiền định rồi thì nó dẫn đến tuệ, thì trong thiền vị samatha đó thì cũng có từ cái định nó cũng ra tuệ, nhưng cái tuệ đó là cái thắng trí là năm cái thần thông đó, chứ không phải là tuệ là chỉ có trong có minh sát. Tuệ trong minh sát thì nó là cái tuệ minh sát nó lại khác, nó lại cũng cái định samadhi của thiền vipassana đó thì nó dẫn đến cái định siêu thế đấy. Và cái định siêu thế nó xuất hiện đồng thời cùng với cái tuệ minh sát mà dẫn đến cái tâm đạo trong quả, cái lậu tận thông đó. Thế nên là cái tuệ minh sát rồi thì cái tâm đạo trong quả là cái tuệ là do cái định của cái thiền minh sát nó có. Thế còn cái kia thì là cái thiền thiền chỉ đó samatha ấy, thì nó ra cái gì, ra cái tuệ thắng trí là các thần thông, các khả năng tập trung cao độ, có cái mức cao cuối cùng cao là cái khả năng thần thông, ví dụ thế nhé. Thì cũng làm sao samatha có gì, có định không, có tuệ không? Vipassana có định không, có tuệ không? Nhưng nó khác nhau đó, chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải cứ hiểu một cách đơn giản cứ định là thiền chỉ thiền vắng lặng, còn cứ tuệ là thiền vipassana. Chúng ta phải hiểu tuệ gì nhé, chúng ta phải hiểu định gì, rồi hắn nói tiếp nhé, chứ đừng có đơn giản, đừng có phiến diện, đừng có hồ đồ rồi cứ đi tranh luận với nhau. Những thứ đó là do mình chưa có hiểu biết đúng đắn sâu sắc với cái việc này, nên chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp như vậy và cứ tranh luận hoài. Và chính vì thế cho một số người không hiểu biết đúng đắn ấy mới chê cái phương pháp thuần quán này này là không thể dẫn đến đạo quả được đâu, tại vì làm sao có định được. Người ta không hiểu là cái vipassana hoàn toàn có thể phát triển cái định tâm lên một cách vững chãi vững mạnh trên cái việc bám riết vào cái sự sinh diệt của các hiện tượng, bám chặt vào cái sự sinh diệt. Lúc đó là chúng ta bám chặt vào sự sinh diệt, và cái đó gọi là sát na định, có vậy thôi. Tên nó chỉ đặt ra khác một chút để người ta có thể gọi, người ta nói chuyện với nhau cho dễ hơn thôi, chứ nó không phải là cái gì nó mình có phải bám chấp vào những cái từ ngữ đó, nhưng mà để hiểu rất là như vậy, để phân biệt cái loại định chúng ta đang vun bồi đó. Như vậy ở đây chúng ta đã qua được cái một chút được cái đó thì chúng ta cái yếu tố thứ tư là phải làm sao vun bồi cái định đó nhé. Vun bồi định bằng cách làm sao bắt sâu nhổ cỏ đó, bằng cách là vun bồi cái định. Và cái yếu tố thứ năm để phát triển tình minh sát của chúng ta là khi mà đầy đủ bốn yếu tố trên rồi đó, nó đầy đủ, nó phát triển, nó đầy đủ đúng đắn rồi đó, thì kết quả của tuệ minh sát sẽ nảy nở, nó bắt đầu ra hoa trổ hoa. Và ở cái giai đoạn này đó, nhiều người đã bắt đầu là ngộ nhận, tưởng đấy là kết quả, tưởng hoa đấy là cái kết quả cuối cùng, là ta đã chứng đắc được này nọ rồi đó. Những cái đấy gọi là trong Phật giáo, trong cái giáo lý nó dạy đó, chỉ ra ấy, thì đấy chỉ là những tùy phiền não, tức là cái phiền não phát sinh mà khi cái tuệ minh sát nó bắt đầu trên cơ sở cái định đó, cái định của chân thường nó bắt đầu nó có đó, là bắt đầu nó cái định nó khi mà tu tập nó có, thì ví dụ như là những ánh sáng, những cái khả năng nhìn thấy, nghe rõ ràng, thấy biết các cái tâm trạng, bắt đầu thấy hiểu biết các tâm trạng người khác hay vân 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 vân, do cái định lực nó bắt đầu nó phát triển khi tu tập thiền minh sát. Và đấy mới chỉ là hoa thôi, mà chúng ta mà cứ bám vào đó thu hoạch vội đó, đem gặt mấy cái thứ đấy đem bán rêu rao là mình đã đắc này đắc nọ đó,
Đó là không đúng. Và chúng ta làm sao? Tự mình làm hại mình. Đó. Cắt cái hoa ấy đem đi rồi, lấy đâu ra nó ra quả được nữa. Thu hoạch rồi, thu hoạch sớm rồi, nó mới ra hoa đã thu hoạch rồi. Thì là không có, mà phải làm sao? Phải buông bỏ những cái chấp thủ đó, có hiểu biết đó, và để cho nó làm sao tiếp tục phát triển để nó trở thành quả, nó ra quả trái hẳn hoi, lúc đấy nó thu hoạch. Thì cái đó là cái yếu tố bảo vệ cái thiền minh sát đến kết quả rốt ráo cuối cùng. Chúng ta làm sao đừng có vội vàng thu hoạch sớm những kết quả tạm thời ban đầu, đúng không? Đừng có chấp thủ vào đó, đừng có bám víu vào đó, đừng có khoe khoang cái điều đó, đừng có chủ quan với những điều đó, đúng không? Thì đây là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý để có thể phát triển cái thiền minh sát, là cái cây thiền minh sát chúng ta bao gồm 5 yếu tố. Một là, nhắc lại để các vị nhớ là chính, giữ giới để bảo vệ, là hàng rào bảo vệ, nghe pháp tức là tưới cây đầy đủ, đừng có tưới nhiều quá nó úng, mà đừng có để nó khô, nghe pháp đó nhé. Thứ ba, bắt sâu trừ cỏ, tức là diệt trừ các cái tâm tham độc ô nhiễm bằng bằng cái đi phát triển cái định định lực nhé, samadhi định lực. Và cuối cùng là không vội hái hoa để cho nó ra quả, đừng có vội hái hoa, để hãy để cho nó thành quả nhé, đừng có chủ quan, đừng có các thứ. 5 cái đó các vị nên nhớ để các vị thực hành, để các vị đấy là đấy. Thế bây giờ sang cái đấy, tại vì thời gian có hạn nên là không thể đi sâu thêm nữa, nhưng mà giới thiệu như vậy để các vị biết, để các vị là sẽ biết là có những cái việc đó các vị phải quan tâm lắm nhé, quan tâm đó, quan tâm những yếu tố đó. Thế rồi bây giờ đến sang cái tiết mục là bảo vệ cái người hành thiền như thế nào. Cái người hành thiền chúng ta, các hành giả đấy, có những nguy hiểm gì mà chúng ta có thể bảo vệ bằng phương pháp nào? Thì có nhiều phương pháp để bảo vệ người hành thiền, nhưng mà thông thường ấy, thì ở bên trong truyền thống Theravada ấy, nó có bốn cái gọi là bốn cái pháp quán niệm. Bốn pháp quán niệm này nó giúp chúng ta tránh được rất nhiều nguy hiểm, và nếu chúng ta phát triển đến cái mức cao độ ấy, thì nó là thành thiền, tại vì nó là những cái đó đồng thời là đối tượng của thiền chỉ. Thiền chỉ nó dẫn đến các tấn định, định sự, định 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 thế gian đó, Lokiya Samadhi đó. Thì bốn cái pháp quán tưởng hoặc là bốn cái thiền bảo, nếu phát triển một cách sâu sắc và rộng chắc chắn lên đó, nó thành là bốn cái pháp thiền bảo hộ cái người hành thiền. Các vị có biết bốn đến bốn cái bốn bốn cái pháp bốn pháp thiền bảo hộ đấy không? Đã nghe đến bao giờ chưa? Chưa. Thế bây giờ giới thiệu thôi, xong các vị phải tìm hiểu rồi tu tập, rồi thì là có điều kiện thì chúng ta phát triển nó lên nhé. Thì trong 2 ngày cũng phải vừa thiền minh sát lại vừa bốn thiền bảo hộ, cái thì nhiều quá các vị ủ hết tai chẳng biết lần nào một tu đồng lập, nhưng để giới thiệu vậy thôi, để các vị cứ bắt đầu kiên tâm kiên nhẫn và cứ từ từ chúng ta làm, và đừng để thiếu những thứ này, và những thứ này cũng rất là quan trọng, sẽ hỗ trợ cho các vị, nó tránh các vị, nó bảo vệ các vị trên con đường. Cái thứ nhất là cái đầu tiên mà chúng ta hay nghe đấy là cái thiền giải tâm tử, thiền tâm tử, tâm tử. Mà cái mà chúng ta thực hành trong những mấy ngày hôm nay đó, ngày hôm qua đã nghe như vậy. Thứ nhất thiền tâm tử tức làm sao? Mong cho chúng sanh trong đó có bản thân mình đó, được được an vui hạnh phúc, thoát khổ tâm, thoát khổ thân, giữ được thân tâm được an lạc đó. Cái bài đó nói là tâm từ, nhưng mà trong cái bài đó là nếu ta thực hành ấy, thì nó không phải chỉ có tâm từ đâu, mà nó có cả tức, có bi, có hỷ, có xả trong đó, các yếu tố trong đó chúng ta phát triển đồng thời trong đó. Nhưng mà chúng ta tập trung vào cái tâm từ, thì cái tâm từ nó có nhiều lợi ích, lợi ích, và cái lợi ích bảo vệ mình đó có 11 lợi ích. Nhưng mà cái lợi ích bảo vệ mình đấy là sao? Là tránh sự hiểm nguy từ các chúng sinh khác. Khi chúng ta có tâm từ, chúng ta giải khắp mọi người, cảm nhận được cái đó, các chúng sinh khác nó không có gây thù hận thêm với mình, trừ những cái nghiệp cũ của mình phải trả đã đành, nhưng cái mức độ nó sẽ nó giảm thiểu đi rất nhiều. Còn nó cái hận thù mới nó không tạo ra, cái nguy hiểm từ những cái hận thù đó nó không có mặt. Chúng ta tránh được cái sự gì? Nguy hiểm từ các chúng sinh khác. Các vị hiểu không? Đấy là cái giải tâm từ. Về sau các vị ý thức mà nói đến tâm từ là các biết là đây là một là pháp thiền chỉ đối tượng của phát triển cái tâm định samadhi, nhưng đồng thời nó là một cái pháp hỗ trợ
bảo vệ cho bản thân cái hành giả trên con đường tu tập. Trên con đường tu tập chúng ta tạo các nhiều nghiệp lắm trong quá khứ đó, các chúng sinh khác, các cái thú dữ khác, các cái chúng sinh khác là cũng rình rập là đòi nợ đó. Đòi nợ chúng ta đó. À, chúng ta làm sao, chúng ta không thể làm sao lấy hận thù trả hận thù được. Chúng ta phải hóa giải bằng cái cách là gieo cái nhân mới để cho tạo ra cái quả bảo vệ chúng ta, bảo vệ cho chúng ta bằng cái gì? Tâm từ. Cái thứ hai, tâm từ. Cái thứ hai là niệm ân đức Phật. Cái hôm sáng nay sư hướng dẫn cái ân đức Phật đấy, Itipiso Bhagava đó, tất cả những cái đó ân đức phải nhớ nhé. Ân đức Phật, ngoài ra ân đức Pháp, ân đức Tăng đều có những cái năng lực tương tự, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta tốt chú ý vào cái ân đức Phật nhé. Ân Phật nó giúp chúng ta niệm thường xuyên những lúc bình thường như này này, không có cái gì nó xảy ra bình thường, ta học, ta thuộc, ta nhớ, ta in dấu ấn trong đầu chúng ta cái chuyện đó, nó tạo thành cái áo giáp. Cái áo giáp thì tự nhiên nó không có cái nguy hiểm nó xảy ra. Chúng ta không mặc áo giáp thì cũng có thể nó không xảy ra, nhưng lúc nó xảy ra thì chúng ta bị uy hiếp ngay lập tức, có hiểu không? Thế nó tránh cho ta cái nguy hiểm gì? Những cái nỗi kinh hãi, sợ hãi, khiếp đảm có thể xảy ra trong cái quá trình thực hành thiền. Ngay cả không hành thiền cũng có những trường hợp mọi người gặp phải những cảnh kinh hãi, gây sợ các thứ, là những người các cái nguồn kiếp trước chúng ta tạo những nghiệp, rồi thì cái trí nhớ trí ấy nó trở lại, các cái điểm, các cái báo, các thứ nó xảy ra. Nhưng nếu chúng ta đã thành thạo trong cái việc niệm ân đức Phật một cách thường xuyên, một cách thuộc đó, thì chớm lên cái mà chúng ta có cảm nhận mà lại cộng với cái thiền minh sát mà chúng ta đang có đó, cảm nhận được cái sự sợ hãi đang có mặt đấy, sự kinh hãi là bằng làm sao quan sát các hình ảnh, các âm thanh gì đó, các cảm thọ trên thân đó, nó bắt đầu có mặt đấy, và bắt đầu chúng ta niệm ân đức Phật, nhớ tưởng đến ân đức Phật, nó bảo vệ chúng ta khỏi cái gì, sự nguy hiểm của các cái điều kinh hãi, kinh khủng, khủng khiếp, tránh cho chúng ta hành giả trong đó. Những người thực hành thiền đến mức tâm sâu nhất định, có một định lực nhất định, là có khả năng nhớ về các nghiệp, các kiếp trước ấy, là có thể bị xảy ra những trường hợp như vậy. Chúng ta thì chưa, chúng ta hẳn còn sơ cơ nhiều khi nó ấy, nhưng mà chúng ta cứ phải chuẩn bị cho đến khi mà nó chúng ta có cái định lực thì những cái đấy nó xuất hiện, chúng ta không biết cách nào chúng ta xử lý cả, thì tự nhiên chúng ta bỏ cuộc, chúng ta sợ hãi, nhưng mà tại vì do thiền cho nên nó như thế này, do thế kia, rồi chúng ta bỏ cuộc, đang đi đúng rồi, nhưng mà ngồi thiền cái là cứ bao nhiêu cảnh ghê rợn nó cứ về thôi. Hay bảo là do thiền, không phải do thiền đâu, là do chúng ta đã làm tạo trong quá khứ đó. Nhưng bây giờ ta xử lý như thế nào, phản ứng nó như thế nào để tránh cái sự sợ hãi nguy hiểm đó, thì bằng cách là niệm ân đức Phật nhé. Cái thứ ba, cái phương pháp thứ ba là niệm sự chết. Niệm chết là như nào? Tất cả các chúng sinh đều phải chết, ta cũng phải chết, chắc chắn là như vậy. Chết là cái chắc chắn, chết lúc nào chưa biết, nhanh lắm, dễ lắm, bất ngờ lắm. Các chúng sanh đều chết, chúng ta cũng chắc chắn chúng ta cũng sẽ chết, đấy là điều chắc chắn. Và chúng ta đang chết, mỗi hơi thở ra thở vô để các vị đang tiến đến cái nấm mồ của mình, có phải vậy không? Ngắn đi rồi, đấy là các vị sống đầy đủ cái thọ mạng của mình đó, còn chưa biết chừng thọ mạng nó bị cắt ngang bởi những cái nghiệp khác của nó xen vào, trọng nghiệp nó khởi lên, cái quả của trọng nghiệp nó khởi lên, nó cắt ngang cái thọ mạng của các vị, là các vị không biết đi vào lúc nào. Và cái điều đó, cái nếu mà niệm thường xuyên về sự chết ấy, thì là điều chắc chắn như vậy đó, thì chúng ta làm sao không sợ hãi về chết đã đành, nhưng mà chúng ta tránh được cái nguy hiểm của sự dễ dui. Chúng ta không nghĩ là chúng ta chết, chúng ta nghĩ là chúng ta cứ sống hoài, có phải vậy không? Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta sống hoài, không biết là chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào đó. Trượt chân trong nhà tắm chết, tắm giết đốt chết, gió độc chết, ăn uống ngộ độc chết, xe cộ tai nạn chết, ra tắm biển chết, rồi thì đang chẳng làm gì, đang nằm ngủ cũng chết, tại vì nó đột quỵ tim. Có nhiều trường hợp như vậy, đang ngủ sáng hôm sau dậy chả dậy, thế thôi, đi. Những trường hợp đi là ngon lành đó, hay còn những trường hợp thảm thương, ngồi trên vỉa hè ô tô nó không lao lên nó tìm, thảm thương lắm. Ta biết rằng chúng ta không chắc chắn về cái việc chết nó sẽ như nào, ở đâu, ở thời điểm nào, do nguyên nhân gì,
nhưng mà chắc chắn là sẽ chết. Và các vị nếu quán tưởng thường xuyên cái đó hàng ngày đó, các vị không đã được có một chuẩn bị cái sự thanh thản lúc ra đi rồi đó, bất kể lúc nào các vị cũng thể gặp, và bất kể lúc nào tôi cũng thể ra đi trong cái tinh thần an lạc. Và cái quan trọng nhất là chúng ta làm sao biết là cái sự chết nó dậy dàng, nó sẽ đến, nó sắp đến, nó có thể đến bất kỳ lúc nào. Chúng ta không còn làm sao dễ dui lười biếng hả? Dễ dui lười biếng là một cái kẻ thù nguy hiểm lắm, nó chặn ta à, dễ dui. Chúng ta niệm thường xuyên, chúng ta biết sự thì chúng ta phải cố gắng mà làm các cái thiện nghiệp thôi, cố mà làm càng nhiều càng tốt ấy, càng bất kỳ lúc nào tranh thủ thời gian mà làm thôi. À, như vậy là làm sao à, có cái gì không bị hiểm nguy từ sự dễ dui lười biếng nhé. À, có sự lưu ý thì chúng ta làm được nhiều việc lắm. Chúng ta, và thậm chí là chúng ta biết cái sự chân bắt đầu chân quý cái thời gian cuộc sống của chúng ta đó, như sư đã nói với các vị đó, cái kiếp làm người của chúng ta hiện nay là vô cùng. Sư phải không biết là nói nên nói bao nhiêu lần chứ vô cùng vào đó để các vị thấm. vô cùng hiếm hoi, vô cùng quý. Các vị phải trân trọng từng cái giây phút, các vị khó lắm, như con rùa mù các vị cứ ngoi lên xuống trúng cái lỗ của cái khúc gỗ trôi trên biển, các cái hình ảnh các vị nhớ cho sư trong đầu, rồi thì các vị bắt đầu trân quý từng cái giây phút của mình. À, khi đã trân quý, các vị bắt đầu phải tìm cách để làm gì với nó. À, thế các vị lại phải tìm đến lời khuyên của Đức Phật, lời khuyên chân chánh của Đức Phật, và làm theo lời khuyên chân chánh của Đức Phật. Lúc đấy cuộc sống của các vị thực sự là trở thành có ý nghĩa, thực sự là có lợi ích. À, thực sự là mang lại cái lợi thiết thực cho bản thân, mà đã cho bản thân là tất cả xung quanh mọi người đều được hưởng. Các vị chả cần phải làm gì đâu, bản thân các vị có kiến thức, có trí tuệ, có trí kiến ấy. Bản thân các vị an bình an ấy. Mọi người xung quanh cảm nhận cái điều đó, người ta hưởng ngay cái điều đó, chả cần phải làm gì, chả cần các vị phải dạy điều gì, bảo người ta cái gì, chả cần phải làm gì, người ta đã cứ theo vị, người ta làm theo, người ta đã hướng theo, người ta noi theo, người ta chả cần phải làm gì. Cho nên đừng có lo cái chuyện là mình cứ phải đi giúp người khác thế này thế nọ nhé. Tự các vị giúp mình rồi, tự khắc là các vị đã giúp người khác rồi đó. Đừng có phải lo, đừng có vội đi thuyết phục người nọ, lôi kéo người kia làm gì cả nhé. Ta cứ tu tập cho thật tốt cách của ta để tự khắc là những người khác có lợi. Không có lo lắng cái chuyện đấy. Đừng có nghĩ mình tu tập như vậy là ích kỷ chỉ cho bản thân đâu. Không có chuyện đấy đâu. Lợi ích nó tỏa rộng khắp mọi nơi và mọi người nhận ra ngay lập tức, và người ta cũng thừa ngay lập tức. Còn chúng ta tham sân si có trong người chúng ta rồi đó, nó giấu kiểu gì người ta cũng nhận ra. Đi ra đường gặp những người, nó nhìn cái mặt biết ngay là người này chẳng hay rồi. Có phải vậy không? Không tốt rồi. Các vị cảm nhận được không? Cảm nhận được quá chứ. Thế là các vị hãy còn ít quan sát đấy nhá. Bây giờ các vị quan sát kỹ bản thân mình, kỹ lưỡng. Các vị ra ngoài đường, các vị đứng xa 3 mét, các vị đã biết người này tốt xấu như nào. nên tránh hay như thế nào, nên xử sự như thế nào. Các vị yên tâm thì các vị cái thiền minh sát này nó vi diệu, nó giúp cho các vị nhiều cái khả năng thấy biết các cái thông tin xung quanh chúng ta, và nó giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống. À, thế là cái thứ mấy rồi? Thứ ba. Và cái cuối cùng là gì? Là niệm hay là quán tưởng cái sự bất tịnh của thân này. Bất tịnh của thân nhé. Thân này từ chúng ta cứ phục vụ nó thôi. Nào là cho nó ăn ngày 2 bữa, 3 bữa à, ngày tắm cho nó tắm 1 lần, 2 ngày tắm 1 lần, ví dụ thế à, sức nước hoa, bôi dầu à, cho nó mặc áo đẹp à, có hơi ốm đau để cho nó uống thuốc à, chăm sóc, phục vụ à. Tất cả khổ đau là do chúng ta làm ra. Phục vụ cái thân này thôi, nô lệ cho cái thân này thôi. Đói đau khổ đấy là do cái thân này, tất cả là vì và cái thân này ấy, nó chỉ là cái ngoài thì là da, xong đến gì xương thịt, rồi trong nữa là gì máu mủ, rồi gì cứ đãi đầy một cái thùng phân di động, một cái ổ chữa bệnh ấy, đau nhức khổ đau đó. Hả? Mà chúng ta cứ bám víu vào đó, cứ phục vụ nó, làm nô lệ cho nó, lo lắng cho nó, sợ hãi vì nó. Tất cả là vì cái đau khổ, là vì có được sinh ra cái thân này mà thôi. Để chúng ta hiểu rằng là cái thân này thật sự nó là một cái thùng phân di động. Đừng có nhìn thấy cô kia xinh quá, chàng kia đẹp quá.
bỏ cái lớp áo là hôi mù, bỏ không xịt nước khoa 2 buổi thì thối lắm. Mà trong nữa thì toàn phân tiểu các thứ kinh bỏ sử. Thức ăn thức uống nhai vào nuốt trong dạ dày những thứ đó mà ợ già chó nó cũng quay đầu, chứ đừng có nói là các vị thèm muốn nữa. Cứ bảo là đẹp vi sinh gì ánh mắt đẹp này rồi thì là tóc mái thấp bồng bềnh này nọ, từ không gội đầu 2 hôm rồi đố mà ôm mà hít được đấy hả? Hả? Các vị tập nhìn với con mắt ấy đi, trước chúng ta toàn nhìn bằng cái con mắt kia rồi thấy cái đẹp để cái rối rít cả lên, bây giờ chúng ta tập nhìn theo cái cách đấy đi, sự thật đấy cũng là sự thật đó, chứ không phải là cái thơm tho kia là sự thật đâu, cái bồng bềnh kia là sự thật đâu. Hả? À, các vị bắt đầu học cái học nhìn theo cái cách đó đi, sự thật đó, đấy mới là sự thật đó. À, thế cái quán tưởng về cái sự quấy trược của thân đó thì có nhiều cách, có 2 cách, một là quán tưởng cái xác chết, trương phình thối giữa các thứ đã lành, nhưng mà có cái trường hợp thì cái đấy chúng ta không có cơ hội thấy biết gặp được trong cái thời đại này khó hơn, thì người ta quán quán tưởng 32 cái thể trược đó. 32 thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mạc, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, bao tử, phần óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiểu, vân vân. Tất cả những thứ đó. Các vị xem trong tất cả thứ đó có cái gì hay ho, đẹp đẽ, tử tế không? Hả? Thường xuyên vào. Nhá. Xem nó có phải ta của ta hay không nhé. À, có phải ta của ta. Rồi chúng ta làm sao? Thoát được cái nguy hiểm gì? Nguy hiểm gì? Sự tham đắm, tham dục. Nhất là tham đắm cái người khác giới. Phụ thuộc vào đó. À, cho rằng là đúng là tốt là xấu. Chúng ta tập nhìn. Nhìn sự thật. Hả? À, thế đấy thì cái cuối cùng là chúng ta không dính mắc nữa, chúng ta chỉ có sử dụng nó thôi như một cái phương tiện thôi, của mình cũng như người khác, cũng là chỉ cái cơ hội để chúng ta có thể làm các thiện nghiệp. Hả? Các cái là cơ thể con người, cái con người đó là một cái cơ hội để chúng ta làm sao làm các thiện nghiệp, có một cái hiểu biết, có cái trí tuệ để thoát khỏi khổ đau, thế thôi. À, đơn giản là vậy. Như vậy là chúng ta đã điểm qua rất là nhanh, rất là chỉ có tính chất giới thiệu thôi, không đi sâu phân tích, không hướng dẫn được các vị. À, rất này, nhưng mà sư đã nghĩ rằng là cũng cần thiết là các vị bắt đầu có một cái nhìn tổng quát nhưng mà đầy đủ và tương đối đúng đắn về các cái những cái yếu tố liên quan đến cái thiền Vipassana. Sư nhắc lại không phải là cứ đến là ngồi nhắm mắt vào mới là thiền nhé. Rất nhiều các phương pháp, các cái pháp liên quan đến chúng ta phải chú ý vun bồi thì cái thiền ấy nó mới có thể thành tựu được, chứ không phải cứ đến cứ chăm chăm đến, cứ vội vội vàng vàng để đến rồi ngồi xuống nhắm mắt đó. Trong cái lúc sư đã nói là trong cái lúc các vị đang ngồi xuống các vị đã thiền rồi, tại sao các vị vội vội ngồi xuống để mà ngồi thiền? Đang ngồi cũng là thiền, đang ngồi từ 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 xuống, à đang đứng 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 lên cũng là thiền. Ăn uống ngủ nghỉ, ở mắt nhắm mắt, đi đại tiện, giặt vệ sinh, tắm rửa đều là thiền hết. À, cho nên các vị, và chúng ta bây giờ biết thêm các cái phương pháp, các pháp để ý các phương pháp rồi nhé. Phải giữ giới này, làm hàng rào này, phải tưới cây là nghe pháp này, phải cắt cắt tỉa cành này, tức là chỉnh pháp là nghe gặp các bậc thiện trí thức chân sư này. Rồi thì là diệt trừ cỏ dại sâu bọ là bằng cách phát triển định này, và không có vội thu hoạch hoa, đợi nó quả đàng hoàng nhé. À, 5 cái đấy, và đồng thời 4 cái pháp mà bảo vệ hành giả đó là pháp niệm Phật, niệm ơn Đức Phật để bảo vệ chúng ta khỏi các hiểm nguy từ những kinh hãi khiếp sợ, giải tâm tư là giúp chúng ta tránh được hiểm nguy từ các chúng sinh khác, rồi thì niệm sự chết để giúp chúng ta có thể chống cái sự nguy hiểm của sự dễ đuối lười biếng, và niệm sự uế trược của thân để chống cái sự tham dục nó phải trong. Như vậy là chúng ta có những cái
ấy, được thêm tăng thêm cái hiểu biết về những cái việc đó. Thế bây giờ chúng ta hồi hướng công đức và chúng ta kết thúc cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammam Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Matapitaro Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính cha mẹ. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Acharye Pujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng thành kính, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Adhimaya Patipatiya Charamaranama Parimuchisami. Với sự hành thiện, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idame Bhunyam Asava Kaya Vaham Hotu. Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc. Idame Silam Maga Pala Nyanasa Pachayo Hotu. Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo quả. Imamno Punya Bhagam Satva Satanam Dema. Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả các chúng sinh. Sabe Sata Sukhita Hontu. Mong cho tất cả chúng sanh khỏe mạnh và an vui. Sadhu Sadhu Sadhu.